Đây là đường ấp văn hóa Xuân Sắc, ủy ban nhân dân xã Hội Xuân các bạn. Mình tìm đường đi tắt, đi vòng vèo trong xóm để đi qua bên thành phố Mỹ Tho các bạn, từ thị xã Cai Lậy. Và đây là phần 2. Mình chạy vòng vòng để quan thưởng lại cảnh đẹp của huyện Cai Lậy các bạn. Đây là đường ở xã Hội Xuân, mình thấy để trên bản đồ là Tây Xà Rài, cặp bờ sông các bạn. Không biết có chạy được không, mình không biết. Cứ chạy, mình thích chạy được trong xóm các bạn. Đường này cặp bờ sông, quanh coi nhỏ nhỏ. Mình đang đi mùa nước nổi và đường cặp bờ sông. Nào chạy không được thì mình quanh ra các bạn. Mình tìm những con đường cặp bờ sông này mình đi. Đường cảnh rất là đẹp rồi. Chạy sát bên bờ sông. Chưa đi đường này bao giờ, chưa đi bao giờ. Thank you.
miếng, cái miếng nó chạy rất là dằn. Qua được không thì mình không biết. Tiếp tục chạy cặp vào sông, có một con đường lớn để đi nhưng mà người ta đang lập cầu, không có chỗ ô tô qua. Để mình chạy quanh quanh cũng sớm.
dưới đường hư. Vừa chạy vừa tham quan luôn. Cầu Ba Rai. Đây là cầu Ba Rai và mình xin kết thúc video tại đây ạ. À.